MLS từ lâu đã được biết đến với cái danh là giải đấu về vườn của những huyền thoại. Ở thế hệ trước, chúng ta đã có David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo và thậm chí cả một thợ săn danh hiệu như Zlatan Ibrahimovic. Cùng với sự phát triển của bóng đá hiện đại, đấu trường số 1 tại nước Mỹ này cũng chứng kiến những sự tươi mới nơi những cầu thủ chuyển đến đây thi đấu. Ngoài Lionel Messi vẫn đang là chùm sò, còn có Emil Forsberg, Bernadeschi, Benteke, Ricky Puig và sang tháng 7 sẽ có cả đầu vàng chân gỗ Olivier Giroud chuyển đến thành Los Angeles, ngoài địa phận Inter Miami vốn đã rất náo nhiệt. Và trên thực tế, vẫn còn nhiều những ngôi sao khác hoàn toàn có thể tìm đường chuyển đến nước Mỹ sau khi mùa giải 23-24 khép lại. Và cùng chúng tôi điểm mặt xem họ là những ai nhé. Gương mặt đầu tiên có thể kể đến chính là kình địch kiêm trợ thủ của Messi những ngày tại nước Pháp, tứ ca Sergio Ramos. Sau khi rời Real Madrid vào năm 2021, trở thành một phần trong năm thương vụ thế kỷ được đội bóng nhà giàu nước Pháp đem về theo dạng tự do, Ramos đã chứng kiến những chấn thương kéo dài liên tục. Anh sau đó cũng không còn chỗ đứng trong lòng đội bóng thành Paris và thậm chí là có 2 tháng thất nghiệp trước khi quyết định trở lại bến đỗ năm xưa Sevilla. Tại đây thì đội trưởng một thời của kênh Kiến Trắng đang tìm lại nhịp độ thi đấu đỉnh cao với nhiều những màn thể hiện ổn định. Chỉ có điều so với mùa giải trước đó, Sevilla vẫn đang phải rất chật vật ở vị trí thứ 12. Họ cũng bị loại sớm tại đấu trường C1, thế nên đây được xem như đã là một mùa giải bỏ đi. Hợp đồng của Ramos với đội bóng vùng Andalusia chỉ kéo dài đến hết mùa này, nên gần như chắc chắn anh sẽ rời đi. Theo những nguồn tin được công bố gần đây, Ramos đang đàm phán để gia nhập với San Diego FC, đội bóng mới thành lập vào giữa năm ngoái và sẽ bắt đầu hành trình vào năm 2025. Nếu như Inter Miami được ví như là đội bóng Barcelona thu nhỏ, thì San Diego được giới truyền thông đánh giá sẽ là giống như một Real Madrid trên nước Mỹ vậy. Với giới tài phiệt giàu có đầu tư, thật là khó để Sergio Ramos có thể nói lời từ chối. Thực ra vào mùa hè năm ngoái, đã có nhiều những nguồn tin cho rằng Ramos sẽ chuyển đến Inter Miami để đồng hành với Alpunga, nhưng sau cùng thì nó cũng chỉ là tin đồn. Gương mặt tiếp theo chắc chắn sẽ chuyển đến một nơi khác sau mùa giải năm nay, đó sẽ là Marco Reus, một chiến binh trung thành của Borussia Dortmund. Cuộc hành trình của anh với đội bóng vùng Ruhr đang đứng trước một ánh hào quang chói lọi với trận chung kết Champions League ở trước mắt. Ánh hào quang đó có thể đã đến sớm hơn nếu như trong mùa giải trước, Marco Reus cùng với những người đồng đội của mình thành công nâng cao chiếc đĩa bạc Bundesliga. Thật là tiếc khi giọt nước mắt của chiến binh trung thành này lại khiến cho những tín đồ của bóng đá Đức phải đồng cảm. St. Louis City đang là đội bóng muốn có chữ ký của huyền thoại Borussia Dortmund ngay sau mùa giải năm nay. Marco Reus đang ở độ tuổi 34, nhưng có thể thấy là anh đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp với những màn trình diễn không còn giữ được phong độ ổn định như trước. Thể lực cũng là lý do khiến Reus khó bắt nhịp với lớp trẻ hiện tại, còn quyết định chia tay thì đã chính thức được đưa ra. Nước Mỹ sẽ là điểm đến phù hợp với đa số những cầu thủ tại châu Âu. Dù cho Reus cả sự nghiệp bóng đá chỉ gắn liền với nước Đức, anh vẫn hoàn toàn có thể viết tiếp hành trình của mình ở một vùng trời khác, nơi mà Messi đang là người thống trị. Người tiếp theo có thể đến Mỹ chơi bóng là huyền thoại của Real Madrid, Luka Modric. Theo như Fabrizio Romano dạo gần đây, thì cụ tranh đã nói với câu lạc bộ về tham vọng muốn được ở lại. Vấn đề không phải là tiền, đang chờ phản hồi của giới lãnh đạo. Được biết, trước đó đã có 2 lời đề nghị bỏ lỡ khiến cả hai bên không thể đạt được tiếng nói chung. Hiện anh đang là người đứng thứ 3 về mức lương theo tuần, chỉ xếp sau Toni Kroos và Alaba với con số hơn 400.000 euro. Mùa này, Luka Modric có 43 lần ra sân, tuy nhiên chỉ 25 trong số đó là từ đội hình xuất phát. Trong khi Toni Kroos thì vẫn là một quân bài chủ lực, vị trí của Luka Modric tuổi 38 đã không còn được đảm bảo. Nếu như chuyển đi, tiền vệ hào hoa người Croatia sẽ chuyển đến Inter Miami đánh cặp với Sergio Busquets. Vấn đề sẽ nằm ở việc cân đối tài chính từ Inter Miami, làm thế nào để họ xoay sở với 5 ngôi sao trong đội hình thi đấu. Chắc có lẽ một cỗ máy tư bản vắt kiệt tiền của người hâm mộ sẽ còn được gia tăng thêm mức độ thị uy sức mạnh nếu như điều này trở thành sự thật. Nacho Fernandez thì trong tình trạng chắc chắn sẽ rời đi trong mùa hè này từ phía Real Madrid. Theo như tờ Marca, anh đã từ chối lời đề nghị từ Ả Rập Saudi và đang có hướng đặt chân đến một màu áo tại MLS. Cho đến nay thì chưa có bến đỗ rõ ràng liên hệ với người đóng thế cần mẫn trong đội hình của Kênh Kiến Trắng. Về vị thế của Nacho, anh đã có rất nhiều những danh hiệu trong nhiều những năm thi đấu, dù không rời khỏi Santiago Bernabeu với tư cách là một huyền thoại. Nacho vẫn là một cựu danh thủ mà người hâm mộ thành Madrid sẽ không quên, đặc biệt là trong mùa giải khó khăn này.
Gương mặt tiếp theo đến với nước Mỹ như chúng ta đã đề cập từ đầu, đó là Olivier Giroud từ AC Milan. Đây chẳng phải là tin đồn mà đã là một sự kiện chính thức, chỉ chờ đến tháng 7 thì khi đó cầu thủ người Pháp sẽ chia tay với Rossoneri, đặt chân đến miền đất mới. Los Angeles FC, đội bóng đã từng chứng kiến sự xuất hiện của Chiellini, Gareth Bale và cũng đã có chiếc vô địch đầu tiên sau 9 năm thành lập. Mùa 2022, họ lên ngôi sau khi vượt qua Philadelphia, còn năm ngoái thì họ thất bại trước Columbus Crew trong trận chung kết. LAFC là một trong những đội bóng mạnh nhất nước Mỹ giai đoạn này, khiến cho đội bóng anh em khác là Galaxy phải cảm thấy hổ thẹn. Giroud sẽ là nhân tố bổ sung rất chất lượng trên hàng tấn công, đặc biệt là sau khi huyền thoại của giải đấu là Carlos Vela đã chia tay với đội bóng này ngay dịp đầu năm. Ngoài những cầu thủ có khả năng rời đi rất cao như danh sách những cái tên chúng tôi đã kể trên, vẫn còn những gương mặt có khả năng chuyển đến nước Mỹ, nhưng tỷ lệ thì không được cao. Một trong những người đó là Kevin De Bruyne, cầu thủ mà cứ hễ ra sân trận nào là đối phương biết mặt trận đó. Vấn đề của Kevin De Bruyne không phải là chất lượng thi đấu, thay vào đó là thể trạng và những yếu tố bên ngoài. Nếu như sau mùa giải năm nay mà Man City muốn có một sự thay máu triệt để, thì một cầu thủ dù đã cống hiến trọn những năm tháng đỉnh cao cho nửa xanh, thì ở độ tuổi 32, De Bruyne cũng có khả năng phải rời đi. Benteke trong buổi phỏng vấn với trang chủ MLS đã từng nói rằng Kevin De Bruyne có thể rất phù hợp với một đội bóng thành Los Angeles. Sự thay đổi này thì sẽ cần thêm nhiều hơn hai yếu tố để có thể xảy ra. Thêm vào đó, chứng kiến Kevin De Bruyne sau khi bị Sa đốn hạ trong trận đấu then chốt của mùa giải trước Tottenham mà vẫn cố để gượng dậy. Không biết cầu thủ người Bỉ có định từ giã sân cỏ đỉnh cao sớm không nữa. Những người tiếp theo thì đó là Di Maria cùng với Mohamed Salah. Trường hợp của cầu thủ người Argentina, anh vẫn đang có một mùa giải thể hiện tốt trên phương diện cá nhân tại Benfica. 9 bàn và 10 kiến tạo sau 28 trận đấu tại Liga Portugal, cùng với đó là hành trình vào đến tứ kết Europa League, cũng có khả năng đội bóng sẽ giữ chân huyền thoại của mình ở lại. Cho đến thời điểm đó, Di Maria đang có những mối liên hệ với Inter Miami, nơi mà anh có thể gắn bó thêm một chặng hành trình nữa cùng với Lionel Messi. Khi mà hàng tấn công đã có Luis Suarez, thêm Messi và Di Maria nữa, thì đủ biết là sức tấn công của họ là endgame đến cỡ nào. Vấn đề của đội bóng nước Mỹ được huấn luyện viên Tata Martino nói là về tiền thôi, như họ thì cũng chấm nhân vật này từ lâu rồi. Trường hợp của Mohamed Salah, anh đang có một giai đoạn cuối mùa gặp nhiều trắc trở với huấn luyện viên trưởng cùng cả người hâm mộ của đội bóng thành phố Cảng. Từ một nhân vật gồng gánh hàng công của Liverpool, không biết bao nhiêu lượt trận, kéo trái xuất sắc nhất Premier League, thì sự sa sút khiến chức vô địch cuối cùng trong kỷ nguyên Jurgen Klopp đã không thành. Nó biến Salah trở thành tội đồ. Vào mùa hè năm ngoái, Salah đã quyết định ở lại khi từ chối Saudi Pro League cùng với một thương vụ nghe đồn là rất đắt giá. Salah là một cầu thủ Ai Cập, chuyển đến một khu vực như Saudi Pro League nghe chừng sẽ là hợp lý hơn. Nhưng nếu nước Mỹ với sự phát triển mạnh mẽ trong môn thể thao vua có thể hấp dẫn hoàng đế Ai Cập thì chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu 2023 trong kỳ chuyển nhượng hè là năm của Saudi Pro League, rất có thể 2024 sẽ là khi MLS bùng nổ. Có nhiều những chân sút kỳ cựu đang lấp lửng về tương lai của mình sau khi mùa giải năm nay khép lại. Trong bối cảnh MLS chưa bao giờ lại phát triển chóng mặt như hiện nay nhờ vào hiệu ứng Lionel Messi, sự thăng tiến về chất lượng thi đấu sẽ là điều tiếp theo mà ban tổ chức đang hướng về. Nguồn tiền rủng rỉnh, thị trường béo bở, hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng All-Star ngoài châu Âu của bóng đá thế giới sẽ lại diễn ra.